thường mình cũng gặp cái bản mã bay 64 Encode ha. Mình đang nói về Encode, mình nói luôn cái mã bay 64 Encode. Bay 64 Encode. Và nó có rất là nhiều bản mã nha. Đây, bay 64. Bay 64 Encode. Giờ mình muốn mã cái chữ gì đây? Giả sử đây mình muốn mã cái chữ là ABC nha. ABC. Tôi encode cái ABC thì nó sẽ ra cho tôi là gì? QUID phải không? Tôi mã ABC với bản mã bay 64. Nó có rất là nhiều loại bản mã khác nhau nha. Bạn muốn giải được, bạn có biết nó mã bằng cái bản mã nào để bạn enzip và bạn dezip lại không? Cái này là đang nói encode nha, còn nãy mình đang nói hash nha. Phải không? Rồi, vậy cái việc encode chẳng qua là cái chữ này nó được thể hiện ở một cái dạng khác thôi không? Vậy làm sao là từ ABC nó ra là QUID bạn? Giờ mình có biết được cái bản mã bay 64 không? Tại mình muốn giải được lại cái này là QUID thành ABC thì mình phải biết được cái quy tắc của cái bản mã này vậy. Thì bạn mới suy ngược lại từ cái này thành cái nào? Thành cái này. Thì bạn mới đi zip ngược lại. Phải không? Vậy thằng này nó làm sao bạn? Cái cách nó làm vậy, tức là khi bạn nhập vô ABC á là nó sẽ chuyển thành số nhị phân. A ra nhị phân vậy phải không? A là bao nhiêu? Mình có bản mã ASCII không? Mã ASCII. Bản mã ASCII của mình chữ A lớn là bao nhiêu? A lớn là bao nhiêu? Nãy A lớn là bao nhiêu vậy? Nãy mình nhập vô A, B, C phải không? Phải không? Cái này 64 cộng 1 là 65 cái gì? A lớn là 65 phải không? Vậy là A lớn này là 64 cộng 1 là 65 phải không? Đúng không? Đâu mà kiếm A lớn, A lớn nó là nhiêu? Đây. Đúng rồi. 65 nè. Là chữ A lớn nè. Đúng không? Rồi. Vậy có nghĩa là ở đây là B, B là 66 phải không? 66 nghĩa là 64 cộng 2 cái gì? Đúng không? C là mấy? 67 phải không? 67 là 64 cộng 2 cộng 1 đúng không? Rồi, đó là mã nhị phân. Rồi, nhưng mà đối với mã bay 64, mã bay 64 nó sẽ xài 6 bit chứ không phải là 8 bit. Vậy là nó sẽ cắt 6 bit. Nó sẽ cắt 6 bit này. Cắt 6 bit này ra. 2 bit còn lại này nó dồn qua 4 bit kế tiếp. 6 này tới 6 này. Nói chung là nó chỉ lấy 6 bit thôi. 2 bit còn lại nó sẽ dồn qua cái phía sau. Phải không? Rồi. Vậy giờ mình sẽ ra cái giải nhị phân này phải không? Vậy cái giải nhị phân này làm sao ra là QUID bạn? Cái này làm sao biết nó là Q, cái này là U, cái này là G, cái này là D? Nãy mình thấy nó giải mã ra chỗ này phải là A, B, C ra là gì? QUID phải không? Vậy giờ này mình phải tìm nguyên tắc coi nó theo cái bảng mã nào. Tức là từ cái số nhị phân này làm sao nó ra được chữ Q? Phải không? Chữ này là QUID vậy? Nhìn mình phải dựa vô đâu mà mình biết cái giá trị này nó là quy, phải không? Tức là mình phải dựa vô cái bản mã vậy. Bay 64 đây, thì bản mã bay 64 ha, thì quy là nhiêu? 16 không bạn? Quy là 16, quy là 16, thì cái này phải là 16 không? Cái giá trị này phải 16 không? Số nhiều phân nè, 20, 21, 22, 23, 24 ở vị trí này là 24 không? Vậy phải 16 không? Phải không? Này vị trí này là trọng số thấp nhất gì? Này phải là vị trí 240 đúng chưa? 240, 241, 242, 243, 244. 244 bằng lên 1 phải là 16 không? Rồi. U là mấy? Số này cộng số này là mấy? 291 này bật lên cộng lại là mấy? 16 cộng mấy? Đổi ra thập phân 16 cộng 4 phải không? Ra nhiêu? Vậy cái bảng mã này nãy mình coi nó ra là nhiêu? 16 cộng 4 phải là 20 không? Mà 20 phải là chữ U đúng chưa? Phải không? Do đó nãy là chỗ này nãy bạn thấy là nó ra chữ U đúng chưa? Chữ U đúng chưa? Rồi, G mấy cộng mấy? 20, 21, 22, 23 là 9 là 8 không? 8 cộng 1 cái gì? Là 9 đúng không chưa?
là 20, 21, 22, 23 này. 9 không bạn? Rồi, 9. 9 phải là gì đúng chưa? Theo bảng mã này 9 là gì đúng chưa? Phải không? Rồi, vậy nó là gì? Đây nó ra chữ gì đúng chưa? D, D là mấy? D. Số này là mấy? 11 là mấy? 11. Thập phân ra là như 20 cộng 21 phải không? Là mấy? 3 phải không? 3 phải là D đúng chưa? Phải không? 3 là D. Rồi, những phải đây ra D đúng chưa? Vậy là cái việc enzip với dezip là chẳng qua là cái dữ liệu mình nó sẽ được mã thêm cái bảng mã nào đó. Nó mã thì bảng mã nào đó thôi. Vậy nếu mà mình biết được cái quy tắc của cái bảng mã đó thì mình phải từ cái này mình suy ngược lại cái này phải không bạn? Phải từ cái này mình suy ngược lại không? Phải không? Tức là mình biết thằng này nó làm gì? Nó lấy bảng mã khi nó đổi sang nhị phân, sau đó sao? Nó cắt 6 bit. Nó đưa vô cái bảng mã gì? 7.4 để nó ra định dạng đó. Vậy giờ mình làm ngược lại thôi vậy. Phải không? Rồi vậy giờ mình làm ngược lại ha. Rồi. Nó có encode thì nó sẽ có gì bạn? Giờ mình lấy cái QGD này mình decode lại nha. Nó có encode thì nó sẽ có gì đây? Đi gì? Decode ha. 7.4. Decode. Vấn đề là bạn biết nó mã bằng cái bảng mã nào để bạn làm hiểu không? Rồi mình đi có là cái chuỗi này lại ha, đi có lại thì có phải từ đây nó ra lại ABC không? Đúng chưa? Đó, vậy là cái này là hai chiều phải không bạn? Đối với cái thằng enzip là hai chiều. Cái này có cần từ điển không? Cái này có cần từ điển không? Đâu cần. Cái này đâu cần rainbow gì đâu. Cái này mình biết cái bảng mã mà các bạn nó quy định ký tự đó là cái gì rồi mà. Vậy giờ nó chỉ cần biết được cái quy tắc bạn làm bằng cái bảng mã nào thì nó sẽ coi bảng mã đó nó mã theo kiểu nào thì nó sẽ ra thôi không bạn? Đúng không? Vậy có cần từ điển không? Không cần. Đúng rồi, tại bạn enzip thì nó enzip thì sẽ có dezip, có encode thì sẽ có decode hai chiều mà. Còn cái bấm của bạn nãy phải có từ gì? Từ điển, không có dịch ngược lại được. Thì cái này thì nếu nó biết 7.4 thì nó vô 7.4. Nhưng mà có rất là nhiều bảng mã nhưng chứ không phải là nó mã 7.4. Hiện tại có rất là nhiều cái bảng mã nha. Vấn đề là bạn phải nhìn cái định dạng này nè. Bạn sau này bạn đoán coi là nó đang làm bằng cái mã nào đúng không? Để mình vô đúng cái bảng mã đó để mình giải lại. Vì hiện tại giờ có rất là nhiều cái bảng mã khác nhau. Chứ không phải chỉ có mã 7.4 này, còn nhiều bảng mã khác nữa. Hình như không bạn? Đó, đó là cái enzip và điều gì? Dezip. Vậy giờ sau này muốn an toàn mình xài bấm hay mình xài enzip ha? Dezip. Nếu mình mã đơn giản hơn mình xài enzip hơn bạn à, nhưng mà enzip thì chắc chắn là có khả năng là bị đi gì, bị dezip được ha. Còn bấm thì rất là khó không bạn? Bấm thì nó phải có từ điển như vậy phải không? Bấm thì phải có từ điển, nhưng mà nếu mình tạo ra một cái giá trị phức tạp thì nó có từ điển thì nó cũng bó tay, nó sẽ giải lại rất là mất thời gian. Rồi đó là cái mã 7.4 ha. Và cái mã 7.4 này ở ngoài bạn thấy người ta cũng thường dùng mã này nè ha. Bây giờ mình có một cái đoạn lập trình PHP phải không? Có một đoạn lập trình PHP nha. Rồi giả sử bữa hổm là mình có cài cái app server rồi phải không bạn? Máy mình có cài app server phải không? Đúng không? Rồi trong đây mình tạo ra một cái trang, trong đây nó có một cái trang info phải không bạn? Nó có một trang info nha. Rồi giả sử đây là cái trang info, nó dùng cái hàm info để lên thông tin ra. Vậy là khi mình truy cập vô cái website của mình á, mà mình truy cập vô cái trang info thì chuyện gì sẽ ra? Logo gì, logo hot chuyện gì bạn? PHP info chấm gì, chấm PHP thì nó ra được cái phiên bản PHP của mình vậy. Đây là một cái code để nó xem thông tin về phiên bản PHP của mình trên cái web anh chị em mình thôi. Giờ khi mình truy cập vô cái file này thì nó xuất ra thông tin của mình vậy phải không bạn? Phải không? Nhưng mà vấn đề chỗ này á là nếu mà mình viết code PHP vậy, người ta mở code lên người ta đọc một cái là người ta sẽ biết mình viết gì không? Phải không? Vậy giờ làm sao mình mã cái này? Mình mã cái này phải không bạn?
Bây giờ mình mã cái này cái gì? Bắt đầu chữ bi sẽ là móc nhọn chấm hỏi ha, hoặc là có thêm chữ bi đây nữa. Cái này nó viết tắt. Bây giờ mình mã thử bằng mã số, bằng cái bảng mã 3.4 nha. Tôi mã cái bi info này nha. Tôi vô lại cái encode lại ha. Rồi. Tôi sẽ mã cái này nha. Rồi, tôi encode thì những ký tự gì vậy nè thì nó ra thành cái chuỗi lằng nhằng này phải không? Vậy giờ mình sẽ thế cái này vô đâu? Mình thế này vô cái code của mình phải không bạn? Vậy theo bạn mình thế vô vậy nó chạy không? Cái code mình giờ còn chạy không? Nó sẽ không chạy phải không? Cái code mình đang chạy mình thế vô vậy thì giờ nó báo lỗi sai. Vậy giờ làm sao cái code của mình vẫn chạy mà người ta đọc cái code này của mình người ta không hiểu? Vậy giờ mình phải giải lại không? Mình phải giải lại. Vậy giờ mình sẽ giải sao? Lúc đó bạn cứ như vậy ha. Bạn dùng cái hàm là bay 64 gì code để bạn giải lại. Như bạn evolve nó cái ha. Evolve nó cái. Rồi. Đây mình sẽ dùng cái bảng mã gì bạn? Bay gì? Bay 64 là mình làm gì? Decode nó ha. Decode nguyên cái chuỗi này phải không bạn? Decode nguyên cái chuỗi này. Rồi. Rồi, chuỗi phải để trong cặp nháy. Rồi. Sau đó mình dùng cái hàm evo để mình cho nó chạy cái hàm này ha. Evo cái hàm này một cái nữa. Evo cái hàm này một cái nữa ha. Rồi. Mình thấy chạy lại bình thường phải không? Cái code mình vẫn chạy bình thường lại vậy. Đúng chưa? Rồi, cái code mình chạy bình thường, nhưng mà khi người ta mở cái code lên vậy, còn cái code gốc của mình vậy, vậy cái nào sẽ an toàn hơn? Cái này sẽ an toàn hơn là mở lên nguyên cái code hồi nãy không bạn? Vậy là cái người đọc nếu mà họ không biết cái này là cái mã gì thì họ sẽ không giải được, nhưng mà nếu họ biết cái mã này là mã gì thì nếu mà họ biết bay 64 thì họ đem vô bay 64 họ giải thôi thì đúng rồi. Tại nguyên tắc là encrypt thì sẽ decrypt thì nó sẽ có cái hàm tương ứng để nó làm, nhưng vấn đề là cái thằng mà nó không biết thì nó không làm được, còn dĩ nhiên mấy thằng mà nó biết bản mã rồi thì mình làm sao mình giấu được nó. Người bình thường người ta đâu biết, nhưng nếu bạn có học thì bạn nhìn vô là biết cái này nó mã bằng cái gì. Bay 64 thì mình phải đi tìm cái bản mã bay 64 này mình đi giải lại thôi. Vì nguyên tắc nãy mới rồi, encrypt là mấy triệu? Encrypt là 2 triệu, có nghĩa là có encrypt thì sẽ có địa gì? Encrypt nghĩa là có encode thì sẽ có địa. Thì có, do đó bạn không có giấu được nó nhưng nha. Do đó mới nói là cái thuật toán đó là mình chỉ làm để mình mã hóa những cái gì đơn giản thôi, vì cái đó là có khả năng là giải được. Còn giờ muốn an toàn là phải băm phải không bạn? Bạn phải hát ra ha. Vì hát ra thì, mà dĩ nhiên hát ra thì người ta cũng thể giải được không? Người ta dò được ha, chứ không phải giải. Dò một cái giá trị đó trong cái từ điển không? Nhưng mà nếu bạn băm với một cái độ phức tạp thì cái việc dò đó sẽ sao? Rất là khó, rất là lâu nó mới ra được cái giá trị đó, chứ không phải là đơn giản ha. Còn cái này là chắc chắn ra liền phải không bạn? Vì này nó có bản mã, nó cứ dò trong cái bản mã đó, đúng là nó sẽ decode lại cho mình thôi. Đó, thì đây là một cái bay 64 ha, thì các bạn có thể xài thử cái bản mã bay 64 này thử.